Cõi Phật. Phật Thích Ca khi Ngài còn tại thế. Ý ta nói khi Ngài vẫn còn ở trên thế giới hữu hình, trong thân phàm, Ngài giới thiệu với chúng ta rất nhiều cảnh giới tuyệt vời. Chúng ta gọi là cõi Phật. Chúa Giêsu Kitô khi Ngài còn tại thế cũng giới thiệu với chúng ta nhiều nơi gọi là thiên đàng. Những cảnh giới tâm thức khác nhau. Ngài cũng bảo chúng ta trong nhà của cha ta có nhiều lâu đài. Quý vị còn nhớ không? Câu nhiều cõi Phật có nghĩa là gì? Trong nhà của cha ta có nhiều lâu đài. Nghĩa là gì? Tôi muốn giới thiệu với quý vị một trong những Phật quốc. Và quý vị có thể nói rằng đó là một trong những lâu đài của Thượng Đế. Theo Phật giáo, có một cõi Phật rất đẹp. Có nhiều cõi Phật khác nhau. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những cõi đó. Cõi này được gọi là cõi Dược Sư Phật. Khi vị Phật này còn ở trong phàm thân và đi khắp thế giới, cứu độ chúng sinh, Ngài có 12 đại nguyện giúp ích con người. Lập đại nguyện có nghĩa là gì? Khi quý vị tu hạnh Bồ Tát, có nghĩa là khi quý vị tu hành để trở thành một vị thánh, quý vị thích giúp người theo cách như vậy như kia, và quý vị ước trong tâm là người đời sẽ được lợi ích từ quý vị trong cách nào đó. Đây gọi là đại nguyện. Qua lực lượng của sự tu hành, đạo đức, ý chí và thiện ý của mình, những đại nguyện này sẽ trở thành sự thật. Một trong những đại nguyện của Dược Sư Phật. Dược Sư Phật là từ tiếng Trung Hoa. Một trong những nguyện này là bất cứ ai đến với Ngài mà bị bất kỳ bệnh tật về tinh thần và thể chất nào, trước tiên Ngài sẽ giúp họ thoát khổ, cho họ thức ăn, y dược để chăm sóc sức khỏe, rồi từ từ Ngài sẽ làm giúp họ liễu ngộ được lực lượng tối cao bên trong họ. Đó là cái chúng ta gọi là Phật tánh, hay gọi là thiên quốc. Khi các đệ tử của Phật lên cõi Dược Sư Phật, họ nhìn thấy nơi đây được bao phủ với vô số đá quý, đất được làm bằng lưu ly. Đa số cõi Phật có đặc tính giống nhau. Cõi Dược Sư Phật và cõi A Di Đà Phật có đặc tính giống nhau. Đất được làm bằng loại lưu ly hoặc lam bửu, và rồi nhà ở được làm bằng 7 loại ngọc quý, hồng ngọc và đủ loại kim cương, vàng, bạc, vân vân. Và những người sống trên cõi giống như vậy, vĩnh viễn mãi mãi vui vẻ, sung sướng, không bao giờ gặp khổ nạn, không bao giờ nghe đến bất cứ sự đau khổ nào. Ngay cả chữ khổ cũng không hiện hữu ở cõi đó, đừng nói chi đến việc họ phải chịu loại đau khổ này. Trong khi ở thế giới chúng ta, nơi gọi là địa cầu, thì có sự hòa lẫn giữa đau khổ và hạnh phúc. Đôi khi chúng ta đau khổ, đôi khi hạnh phúc. Một số người đau khổ, một số người hạnh phúc. Đó là sự khác biệt ở cõi Phật. Chỉ có hạnh phúc, vui sướng, hỷ lạc và tình thương. Không có đau khổ, hiểu lầm, bạo lực, than trách, tranh cãi hoặc chiến tranh. Mục đích của Đức Phật nói với mọi người về tất cả cõi giới xinh đẹp này là gì? Là để chúng ta có thể liễu ngộ rằng có những tinh cầu mỹ miều khác, nơi chúng ta có thể đến sống và lưu lại vĩnh viễn. Không cần phải bám vào thế giới đau khổ này. Nếu nghĩ rằng thế giới này quá đau khổ cho mình, chúng ta không phải ở lại đây. Chúng ta có sự lựa chọn. Đó là mục đích của Đức Phật đến thế giới này. Đó là mục đích của Chúa Giêsu khi Ngài đến thế giới này để giới thiệu với cư dân thế giới này về những cảnh giới khác có đời sống thú vị hơn, thích hợp hơn cho tinh thần hay ước muốn của mình. Thần giữ cổng các cảnh giới. Vấn: Nếu các vị thần trên thiên đàng vốn có lòng từ bi, tại sao đôi lúc họ muốn ngăn cản các linh hồn đi lên các cảnh giới cao hơn? Sư phụ: Vì họ là các vị thần cõi thấp, không phải cảnh giới thứ năm, không phải cảnh giới thứ tư. Họ ở cảnh giới thứ hai, Atula, hay vị thần của thế giới loài người. Thật ra họ không ngăn cản, không phải như vậy. Chính là các vị thần giữ cổng của cảnh giới đó, giữ quý vị ở lại. Nếu quý vị không biết mật mã để lên cảnh giới cao hơn, hoặc nếu quý vị không có đủ công đức,
Hoặc nếu quý vị không có ân điển của Minh Sư, thì vị thần giữ cổng sẽ chặn quý vị lại. Và thí dụ một số người thọ pháp với vị thần cảnh giới thấp, và quý vị nguyện hiến dâng cho cảnh giới đó, cho vị thần đó, bởi vì quý vị không biết vị thần nào cao hơn. Cho nên quý vị cũng bị vướng vào lời nguyện của mình, vào sự hiến dâng của mình, chứ không phải vị thần giữ quý vị. Nhưng dù sao, đó cũng là vị thần cảnh giới thấp. Nhưng không vị thần nào làm được gì nếu chúng ta chính trực, đúng đắn, có đức hạnh và có đạo đức cao. Tất cả đều do chúng ta. Dù sao, đây chỉ là thế giới của ma dương, và ma dương nghĩ rằng ma dương tạo ra thế giới này, cho nên dĩ nhiên ma dương muốn giữ quý vị ở lại đây, và nghĩ rằng ma dương có thể. Đây chỉ là cách nói đại khái. Nhưng ma dương không có ý gì xấu cả, chỉ là ma dương thích như vậy. Loại tình thương không cao đẳng lắm, tình thương chiếm hữu nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta đã thọ pháp và chúng ta nói với các vị thần thấp này hoặc các vị thần do ma dương tạo ra, nói rằng chúng ta theo học với vị minh sư nào đó và bây giờ chúng ta muốn đi với vị minh sư này lên cảnh giới thứ năm. Chúng ta không còn muốn ở cảnh giới thấp nữa. Chúng ta cảm tạ sự giúp đỡ, dạy dỗ và yêu thương cho tới nay, nhưng bây giờ chúng ta muốn đi với vị minh sư lên cảnh giới cao hơn, thì họ sẽ lập tức để quý vị đi. Ngay lúc quý vị cho họ biết danh hiệu của vị minh sư mà quý vị đang theo học, minh sư cảnh giới thứ năm, thì họ sẽ lập tức để quý vị đi. Quý vị nhớ cách đây không lâu chúng ta có cuộc bế quan quốc tế. Lúc đó một sư tỷ và một sư huynh của quý vị có hoàn cảnh tương tự. Trước đây họ theo học với vị thầy khác, cho nên khi họ đến thọ pháp vào pháp môn Quán Âm, họ không thể lên cao hơn. Và họ bị nhức đầu mỗi khi tọa thiền và muốn đi lên cao. Rồi tôi bảo họ, quý vị nên xin lỗi rằng bây giờ quý vị muốn rời khỏi cảnh giới thấp để lên cảnh giới cao hơn và theo học với sư phụ Thanh Hải, thì họ sẽ để quý vị đi. Nhưng quý vị cũng phải cảm ơn họ về mọi việc họ đã làm cho quý vị bấy lâu nay. Vì nếu quý vị đi lên trung học hay đại học, quý vị không nên quên ơn vị thầy lớp mẫu giáo hay vị thầy lớp tiểu học. Cần phải lễ phép, khiêm tốn và biết ơn, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa. Rồi sau khi họ làm theo những gì tôi căn dặn, lập tức mọi việc được tốt đẹp, họ không còn bị nhức đầu và họ đi lên. Con cái sinh ra như thế nào tại cảnh giới cao? Trên cảnh giới tâm linh cao, nếu quý vị muốn có con không có vấn đề gì cả. Quý vị không cần phải có chồng như ở đây và sẽ không có ai cười nếu quý vị không có chồng. Quý vị tự mình sinh con cái rất là đơn giản. Quý vị ngồi đó và nói, tôi muốn có con. Rồi quý vị nhìn xuống cảnh giới thấp hơn. Thường thì nếu muốn có con, quý vị nhận con nuôi ở cảnh giới thấp hơn để đứa bé có thể thăng hoa. Cũng giống như ở đây, chúng ta đến viện mồ côi để nhận con nuôi, để đứa bé này có một đời sống tốt đẹp hơn với chúng ta trong gia đình. Dĩ nhiên quý vị có thể sinh con nuôi từ người mẹ cũng được, nhưng từ những bà mẹ không muốn chăm sóc hoặc không có khả năng để chăm sóc, bởi vì hoàn cảnh của người mẹ hay vì sự bất tiện, vì danh giá hay lý do nào đó. Vì thế quý vị có thể sinh con nuôi. Từ cảnh giới cao quý vị nhìn xuống dưới cảnh giới thấp hơn một chút, quý vị xem ai mà mình thích, xem linh hồn nào đã sẵn sàng mà quý vị thích. Rồi quý vị hỏi linh hồn đó có muốn lên đây để làm con của quý vị không? Nếu linh hồn đó đồng ý, quý vị chỉ việc ngồi đó, đứa bé sẽ lên với quý vị trong ánh sáng, ngay trung tâm điểm của ánh sáng. Mọi người trong gia đình, quý vị ngồi lại với nhau và cùng tập trung. Phải có một trung điểm chính giữa vùng ánh sáng, rồi đứa bé sẽ được sinh ra trong ánh sáng, đến với gia đình quý vị như vậy đó, ngay lập tức. Có thể ánh sáng sẽ giống như hoa sen hoặc tương tự như vậy. Đứa bé sẽ sinh ra từ đó, rồi trở thành người trong gia đình quý vị ngay lập tức. Và quả vị tâm linh của nó cũng được nâng lên ngay tức khắc.
Cũng giống như khi quý vị được nhận vào một gia đình quý tộc hay một vị tổng thống chẳng hạn. Như vậy, quý vị sẽ trở thành con của tổng thống, bất luận quý vị từ đâu đến hoặc quá khứ của quý vị là gì. Phải, là như vậy đó. Thiên đàng nhận con nuôi ra sao? Mọi người không biết cảm giác ở một mình là như thế nào. Họ không hiểu niềm vui của nó. Đa số người không hiểu, thành ra họ kết hôn. Mặc dù sầu khổ, họ vẫn ở chung với nhau, thành ra họ có con. Mặc dù làm việc cực kinh khủng, nhưng họ thích. Họ thích ở với nhau thành nhóm, ít nhất hai người, chồng vợ hoặc bạn trai bạn gái. Chỉ có con người thích điều đó, có lẽ bởi vì ký ức của thiên đàng. Trên thiên đàng, con người không chia cách nhau. Cho dù họ không ở chung với nhau, họ luôn luôn hiểu nhau, luôn luôn cảm thấy gần gũi vì lý do nào đó. Và nếu họ muốn đến thăm, chỉ bằng ý nghĩ thôi, họ sẽ ở đó rồi. Và trên thiên đàng, họ không có, xin lỗi, hoạt động tình dục để sinh con qua tiếp xúc thân thể con người. Vì vậy, họ nhận nuôi. Bình thường, họ sẽ nhận nuôi từ một đẳng cấp thấp hơn. Họ đem con cái lên đẳng cấp cao hơn, cho nên họ sẽ tập trung và gửi một chùm năng lượng nhân từ và thăng hoa đến người mà họ chọn. Nếu người đó cũng chấp nhận họ, người đó phải trải qua một hệ thống thanh tẩy trước, và rồi với chùm ánh sáng của họ, người đó đi lên. Và sau đó họ sẽ cố gắng bao quanh người đó một thời gian dài để cho người đó thêm năng lượng cao hơn. Giống như ở đây, chúng ta có sự truyền máu hoặc có lẽ hiến tặng nội tạng. Trên đó họ cho năng lượng và sau đó họ sẽ nhận người đó vào gia đình của họ. Đức Phật và các thánh khác thời xưa, khi Đức Phật vẫn còn tại thế, Ngài kể nhiều câu chuyện về điều đó. Đó là khi họ nhân từ, đạo đức cao hoặc đức hạnh, thì họ được sinh vào một thiên đàng cao để làm cho thiên đàng gia tăng dân số. Đó là điều các ngài nói. Tương tự với hệ thống nhận nuôi này, nếu quý vị không thể tự mình lên đó, và nếu người nào đó nhận nuôi quý vị, thì quý vị cũng có thể đi lên. Ở đây cũng vậy, nếu quý vị không thể nộp đơn để đến Hoa Kỳ, nhưng quý vị đang ở trong độ tuổi có thể được nhận nuôi, và có người ở Hoa Kỳ nhận nuôi quý vị, rồi quý vị có thể đến đó và sống như một người Hoa Kỳ, chẳng hạn như vậy. Thiên đàng nhận nuôi một người ra sao? Có thể nhận nuôi, có thể nhận nuôi. Nếu quý vị ở thiên đàng thứ hai và muốn mở rộng gia đình thì có thể tụ họp tất cả bạn hữu, làm thành một vòng tròn và dùng lực lượng của mình trải dài ánh sáng ra, làm giống như một cái thang và rồi đem người đó lên với mình. Cô ấy phải trong sạch, phải được thanh tẩy một thời gian rồi thế là xong, ở cùng nhau như một gia đình. Cách họ nhận nuôi trên thiên đàng là vậy. Nếu một người không đủ công đức, chưa làm đủ việc thiện thì có thể dùng cách này. Nhiều ánh sáng mạnh mẽ cùng nhau đem người đó lên. Tựa như mình nhận nuôi một người thân ở đây trên địa cầu, ngay cả đứa trẻ nghèo chẳng hạn, sinh ra trong một gia đình nghèo mà còn không cha mẹ nữa, phải sống trong cô nhi viện. Nhưng cha mẹ giàu có, nhiều quyền lực, có thể tới đó và họ thức quá rồi nâng thân phận đứa bé đó thành con của gia đình giàu có nhiều quyền lực. Tương tự như thế, nhận nuôi trên thiên đàng là hợp lệ. Do đó có lẽ nếu mình làm bạn với ai mà đã thọ tâm ấn rồi, là người tâm linh phát triển cao, thì cho dù mình không phát triển tâm linh cao lắm thì người đó cũng sẽ nâng mình lên được. Có thể được, hiểu ý thôi không? Không có vấn đề. Hay ha, hệ thống tốt. Nếu nhận nuôi ở đây được thì tại sao ở đó không được? Nhưng mình không thể nhận nuôi khi cách nhau nhiều đẳng cấp. Có lẽ chỉ là đẳng cấp lân cận, như là nếu mình ở đẳng cấp thứ hai thì có thể nhận nuôi người đẳng cấp Atula nếu muốn. Nhưng người đó phải có chút ít công đức nào đó. Một chút công đức để gần hơn với đẳng cấp thứ hai thì nhận nuôi dễ dàng hơn. Bằng không, người đó phải làm một chút công đức hay làm gì đó,
để có cớ đi lên. Hiểu ý tôi không? Như thế đó. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.